Chào các bác nhá. Hôm nay shop giới thiệu với các bác một cái sản phẩm mới, phục vụ cho anh em đi săn ong bắt ong nhá. Anh em săn ong bắt ong. Đó là một cái bộ sản phẩm hỗ trợ cho anh em trèo cây nhá. Cái bộ này là bộ sản phẩm hỗ trợ cho anh em trèo cây. Đây. Các bác xem kỹ nhá, xem kỹ video cả clip của tôi. Cái này ấy là chất liệu bằng thép nhá. Chất liệu bằng sắt này. Họ thiết kế cho mình là 4 cái chân nhọn nhá, 4 cái chân nhọn như này. Cái đế này là đế đạp chân này, đế đạp chân này, nhá. Một bộ này thì gồm có 2 cái. Cái này gọi là bộ hỗ trợ để trèo cây nhá. Bộ dụng cụ trèo cây, dụng cụ trèo cây. Và một cái bộ này thì sẽ được đi theo nó là một đôi bao tay. Đôi bao tay nhá. Đôi bao tay này thì chỉ là đôi bao tay bảo hộ lao động bình thường thôi nhá, nhưng nó là cái phụ kiện đi thêm. Và hai cái dây để cho các bác buộc nhá. Đấy. Và một bộ phụ kiện bộ dụng cụ trèo cây là như này. Đấy, bọc trong túi bóng như này nhá. Thì cái này là tôi là bên đơn vị kinh doanh thì có giới thiệu với các bác là cái bộ dụng cụ trèo cây như này nhá. Thế còn về các bác ứng dụng trèo như thế nào và kỹ thuật trèo, kỹ năng trèo thì phải phụ thuộc vào cái kỹ năng của từng người nhá, từng người để các bác áp dụng nhá. Chứ không phải là mua bộ dụng cụ này về là đã trèo được ngay. Thì các bác dùng như nào, trèo như nào thì các bác phải dựa vào kỹ năng của riêng bản thân mình nhé. Cái này là tôi là đơn vị kinh doanh thì giới thiệu với các bác là có bộ dụng cụ như này. Thì cái này thì các bác về các bác buộc vào chân mình, các bác buộc chiều này này, buộc chiều này nhé. Đấy, buộc chiều này. Đấy, không phải là buộc chiều này đâu, không phải buộc chiều này đâu nhé. Các bác buộc chiều này này, cái chân mình đạp vào cái đinh giữa này, này, chân mình đạp vào cái đinh phía trên này này. Đấy, xong lấy dây buộc lại, buộc khóa cả phía sau gót nữa để không chạy nhé. Thì khi lên cây, khi trèo cây ấy, đây này, nó sẽ bám vào như này nhá. Nó sẽ bám vào cây như này này. Đấy. Nó sẽ bám vào cây như này. Các bác càng đạp vào ấy thì cái móc trên nó càng móc xuống và cái móc dưới nó ghi cho chắc đi. Đấy này nhá. Nói chung là cái này là bộ dụng cụ để trèo cây. Các bác về thì các bác phải tự áp dụng nhá, tự áp dụng. Hoặc là các bác thấy nó không hợp lý ở điểm nào, các bác chỉnh sửa, bẻ cong thêm, mài nhọn thêm hay là gia cố thêm điểm gì thì các bác sẽ phải tự làm nhé. Đây là tôi là đơn vị kinh doanh, luôn luôn nhắc lại các bác là đơn vị kinh doanh giới thiệu sản phẩm mới đến các bác là như này, là bộ dụng cụ trèo cây. Mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ với lại số điện thoại trên màn hình nhá, hoặc là số điện thoại tôi gắn bên cạnh chỗ này. Rồi, xin cảm ơn anh em, chào anh em, hẹn gặp lại trong clip sau nhá.